Những chú bọ ngựa con mới nở này chỉ cần sống sót qua vài giờ đầu là có thể thành công. Chú bọ ngựa này đang trong tình trạng không ổn vì nó đã rơi vào tầm ngắm của một con nhện đói. Nó phải di chuyển thật nhanh, nhanh nhất có thể để cứu lấy chính nó. Con nhện đói đang dồn hết tâm sức vào cuộc săn này. Nó không dễ dàng buông tha. Cuộc truy đuổi rất kịch tính, bọ ngựa con phải liên tục di chuyển. Con nhện quyết không buông tha cho con mồi của mình. Thôi xong, bọ ngựa con đã tới ngõ cụt. Con nhện sắp có bữa ăn ngon. Nhưng không, hãy nhìn xem, cung phu bọ ngựa ra đời. Một bất ngờ khó tin. Con nhện giật mình với dáng vẻ con bọ ngựa. Con bỗng dưng trở nên cao lớn bất thường. Con nhện quyết định dừng cuộc săn và bỏ đi. Chú bọ ngựa con với trò bịp thông minh vừa rồi đã cứu được tính mạng của nó. Nó thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi. Và rồi nó đã gặp được đồng loại của nó, là một con bọ ngựa phong lang trưởng thành.